Quang Hải hiện nay cũng đã có được 2 bàn thắng dành cho Nam Vinh Banh Sài Gòn. Cơ hội! Dứt điểm! Tỷ số là 1-0 dành cho câu lạc bộ Nam Vinh Sài Gòn. Tình huống vừa rồi, thành phần của đội bóng Park Jae-sung và những người bạn sang Việt Nam lần này bên mình. Đường chuyền của Miura rất hay, đó là pha lập công của Kazu Miura của một cầu thủ 44 tuổi đã bù đắp cho sự rất thông minh. Cơ hội dành cho câu lạc bộ Nam Vinh Sài Gòn. Và đó là bàn thắng thứ 2 dành cho đội chủ nhà. Quang Hải đã xuất hiện trong trận này đều được thực hiện một cách đẹp mắt. Một pha phối hợp rất hay của các tiền đạo bên phía Nam Vinh Sài Gòn. Chơi Cronos thì Masudasuke cũng đã từng thi đấu cho các câu lạc bộ khác ở nước Pháp. Trong đó đáng chú ý có Xanh Nghe Chiêng. Là Quang Hải. Dứt điểm 3-1 cho câu lạc bộ Nam Vinh Banh Sài Gòn. Nakata. Và qua người của quá hay. Dứt điểm. Tỷ số là 2-3. Tuyệt vời. Để cho Đinh Dương Dương dứt điểm thành công. Đánh bại được Kawashima. Một cú đá trong góc hoàn hảo đã giúp cho đây là cú đá penalty của Park Jae-sung. Và đó là bàn thắng thứ 3 dành cho đội bóng của Park Jae-sung và những người bạn. Một trong những cầu thủ được chờ đợi nhất trong trận này đã ghi bàn từ một quả đá phạt đền chính xác. Năm 2004 khi cùng với đội tuyển Hàn Quốc sang Việt Nam đá trận đấu vòng loại World Cup 2006 thì